mình cũng không có Long Phúc gì cả, một cái tên rất là dân dã. Em xin bao giờ cái cây đứng lên bao giờ thì người nam giới, phụ nữ người vợ nó lại vắt qua chồng, cái sự hiện hai vợ chồng nó rất là quyến luyến, rất là cam kết, nhưng mà đấy người vợ thì đây là kiểu vun vén cho gia đình đây, mái nhà đây đúng không? Còn ông kia là đi đường đầu lên làm ăn đấy đúng không? Cũng hợp lý. Cái tên không có mỹ miều gì cả, nó rất là bình dị thôi, nhưng mà nó chuẩn đúng ý nghĩa của cái suy nghĩ của mình. Đặt cho nó cái tên là Mai Ấm thôi nhỉ. Mai Ấm ở đây nó cũng là đúng đấy, nhưng mà đúng. Có hay hay không đấy. Đúng hay không thì chưa biết, nhưng nó cũng đúng, bởi vì Mai Ấm ấy, đầu tiên ta nhìn thấy là Mai Ấm, người ta nhìn được cái nhà đã này. Là cái nhà là gì? Là mái ấm, là hạnh phúc, là và lơi và vợ chồng con cái sinh sống ở đây đúng không? Thì cũng như là cái mái ấm ở đây nó như là kiểu nhà hai vợ chồng đang quấn quýt với nhau, nghiêng ra ngoài người vợ nghiêng ngả ra để che cho nhà đàn con, che cho cái hạnh phúc gia đình nhà mình, người chồng nghiêng ngang đương đầu với cả sóng gió. Nó cũng có một cái phân tích ra, nó cũng có cái nét cũng đúng. Tất nhiên là phải chú ý tên, nhưng mà cái mái ấm nó cũng là một cái tên em nói chung là một cái tác phẩm, chứ không phải là mình đấy. Đặt tên cho cái cây này không, đúng rồi, cái cây này trồng cho cái chậu và đặt tổng tên thể. Cho nó đi thì đặt là mái ấm nó sẽ không đúng. Nói chung là cả cái này là đang phục vụ cho cái mái ấm này cũng đúng, mái ấm này đấy, cũng hợp lý, là hai vợ chồng đấy. Người vợ cũng gồng mình lên để che chở cho cái mái ấm, người chồng còn hiên ngang hơn, vững mạnh đấy. Hơn để hiên ngang ngẩng cao đầu lên đấy, để đón tất đi, cả những đi bươn trải đây, còn đây là đi đây là ở nhà là Tào Khang đi đấy, nhất là khi mà bỏ ông thuyền này ra này, đặt ở đây ví dụ như là cái cặp viên mãn ấy đấy, thì là đặt vào đấy nữa thì đúng là mái ấm thật. Cặp viên mà hai ông bà già bắt cháy bắt giật với nhau có khi cứ bình dị như thế thôi anh nhỉ. Thế thôi bình dị một cái tên, em quan điểm em đặt một cái tên rất bình dị thôi, mà nhưng mà cái chính là nó lột tả được đúng cái suy nghĩ và đúng cái tác phẩm cái này ông đấy, thì nó đúng với cả suy nghĩ của chú, bắt đầu từ suy nghĩ của chú này. Thế sau đó thì thật ra là anh làm thì anh chưa bao giờ anh bảo anh ngồi để anh nghĩ đặt một cái tên, nhưng trong đầu anh khi đặt cái nhà này vào nó cũng có một cái gì đấy nó hình giống như thế. Em hiểu không? Thì mình mới làm được chứ, làm cái gì cũng phải mình phải có cái sự suy nghĩ, chứ không phải là tự nhiên là cứ đi nhặt cái gì ấn bừa vào đây để làm thành một cái tác phẩm thì không đúng, mà mình phải có cái sự chuẩn bị, có cái sự suy nghĩ đến. Nhưng tất nhiên là khi mà nói chuyện ra nhà thì nó gãy góc hơn, nó vuông tròn hơn. Còn lúc trước của mình chỉ là định hình như đây một cái miền quê, một cái mái ấm, một cái hạnh phúc thật là giản dị, một cái mái thúc lều tranh dưới một bóng cây coi như cổ thụ, và bên cạnh có một cái hồ nước, một con sông chẳng hạn. Đúng. Đấy thì nó cũng là mái ấm này, nó em cũng gần đến nhau rồi đấy. Em sẽ ra em khắc một cái bức bằng đồng. Em sẽ khắc bức bằng đồng. nhỏ thôi. Này thôi. Một chiều đâu khoảng 5 x 10 gì đấy. Hoặc là đá được, đồng được, đá được. Và bằng đồng xong rồi nó khắc chữ đấy. Chữ xong rồi ghi vào đấy. Được không anh, hay là làm bằng gì? Anh nghĩ làm bằng đồng được, làm bằng cái tên bằng đồng được. Bằng đá khó mà nó không hay. Thế làm bằng đồng. Như nhà Hân đấy, làm nhà làm cửa xong nó có biển đồng nó treo hết. Sơn thì ông có cái cây ông Triệu Phu đấy, anh làm cho ông ấy, ông ấy lấy cái tên là Triệu Phu, ông đi khắc đá. Thì ông Triệu Phu thì mình mái ấm, thế là nghe có vẻ là cũng hay. Thôi người ta suy nghĩ nó cao siêu thôi, mình nhìn suy nghĩ nó giản dị thế thôi. Ông, cái tên của ông Sơn là ông đặt là cũng cái lối giống của chú Bình, thì ông muốn đặt một cái tên giản dị, không rồng bay phượng múa. Ông đặc biệt ông thấy không ạ? Không rồng bay vũ múa, không có một cái gì miễu miều cả, chỉ là đơn giản thôi. Thì ông thấy là Triệu Phu, bởi cái cây của ông nó là cây trực, nó hiên ngang, nó khỏe mạnh, nó đứng sừng sững ra, thì ông lấy tên như một người là đàn ông, một người Triệu Phu ấy. Thì là ông lấy tên là Triệu Phu. Thì đây của mình là gì? Cương có, Cương là người chồng, Nhu là người vợ đó.
cương là gì, là cứng, là rắn, là đá, nhưng mà cũng mềm mại, là nước, là đất, bình dị, mái ấm, đúng cả về cái nghĩa bóng, nghĩa đen là đều đúng cả, nhà cửa cũng đúng là cái mái ấm. Nhưng mà tổng thể cái tác phẩm này nó là mái ấm là gì, là người chồng che chở cho người vợ lại che chở cho cái mái ấm cho gia đình, cho con cái mái ấm che chở cho cái nhà này, tức là cái nhà này là che chở cho bản thân này, che chở cho chồng và che chở cho con cái ở trong cái nhà này, chú công nhận không? Thì rõ ràng người chồng đây, cái bóng này cũng đang vươn ra để che chở người vợ lại còng mình ra để che chở cho cái hạnh phúc gia đình, tức là đầy đủ ý nghĩa. Có thể cái tên người ta nghe không sang, có thể người ta thấy là mình, cái tên mình nó chưa thật là sang, mình thích nó bình dị. Ừ, đấy là anh đang giả thiết là như thế. Hoặc em là có người người ta đầu óc người ta suy nghĩ nó đơn giản, người ta với cái cây này người ta đặt tên là phu thê quấn quýt thế nọ kia, và đấy là đặt cho cái cây thì có thể là phu thê thì còn được, nhưng mà đây nó là cái tác phẩm này mang tính chất là nó tổng thể, mình gọi đây nó là cái mái ấm của nhà mình thì mình đặt nó là mái ấm, nghĩa là tên nó bình dị thôi nhưng mà nó hợp hợp nghĩa hay. Mà chú có thể là ví dụ mai mốt xong nhà chú mang lại về, chú buổi tối chú pha một ấm trà, chú ngồi chú ngắm, chú gọi vợ lên vào đây này, anh chơi gì thì chơi, anh cũng vẫn nghĩ đến gia đình, nghĩ đến em, nghĩ đến con cái, mà đây mua cái tác phẩm này cho nên làm lên như này và anh thấy nó rất là hợp với cả vợ chồng mình. Đây là anh, đây là em, đây là mái nhà chung, đây là các con cái chẳng hạn. Ôi giời vợ này, ôi giời ơi, em xúc động quá. Được. Không được đấy. Hay đấy. Cũng là hay. Cái hay đấy chứ. Hay, hay đấy chứ. Hay chứ. Chú đặt một tấm biển, chú cắm ở đây, mai không? Thế không? Rất đơn giản. Để em qua bọn quảng cáo xem nó lên cái phông chữ nào trông nó hay hay thì mái ấm chứ nó mềm mại thôi. Đừng làm nó cũng bình dị thôi. Bình dị thôi nhưng mà nó mềm mềm chứ đừng kiểu là khô cứng quá. Kiểu dạng giống như là cái bọn nó viết viết kiểu dạng như hàn nôm ấy, kiểu trông cho nó mềm mại, nó nghệ thuật tí. Number one rồi đấy. Có tên rồi đấy. Hợp cảnh, hợp người, hợp tác phẩm rồi. Đẹp. Mái ấm này xong mai mốt anh làm cái hồ gươm nữa thế nào. Em thấy ông Minh ông ấy cho anh xong rồi đấy. Xong rồi anh vừa gửi tiền cho ông ấy. Ông ấy chưa chuyển à? Sáng mai ông chuyển. Ông ấy để cho nó khô thêm. Vừa chuyển 5 củ rưỡi xong. Ông ấy làm cả sơn trông nó cũ cũ. Mắt hơi lên xong lại rửa đi. Cho nó cũ. Đấy, cái rượu của bác, cái cây ổi đấy là cây của anh Bình, anh gửi anh Tân làm đá ở đây. Rừng Cẩm Thị. Mái ấm. Nói chứ cái nghề của anh em mình thì nghề nó có duyên mà. Lúc sôi chưa chắc nó đã bán được. Mà lúc chậm có khi nó bán được. Nó là cái duyên, nó kệ thôi, mình cứ làm thôi. Mà anh làm cho khách hả anh? Không, anh mua anh nghịch thì mình làm. Sao có vào đá không anh? Không. Trước mắt để luôn. Đây để đây. Chùn phết đấy chứ nhỉ? Con si kia lên đường rồi anh? Ôi. Con si kia lên đường rồi à? Con nào? Con hôm này đây này. Cái hôm mà hôm chiền chiền lên thế này này. Cái đấy được bán từ lúc chưa làm. À thế à?
Ui, cái này. À đấy, con truyền truyền kia là của Bình. Đấy. Lúc chưa làm. Con này là con khác. Đấy, họ đang hỏi con kia kìa. À đây, vẫn đây không? Tiếp cái xanh này. Tiếp. Có, em vừa xoay xoay. Biết nhỉ. À. Trời các mặt luôn. Đấy, kinh chưa? Đây, cái này hoàn thành rồi đây. Hoàn thành tác phẩm rồi đây. Tác phẩm đã hoàn thành rồi đây. Được phết rồi.